trung vệ Việt Nam hứng thú trước cơ hội đối đầu Son Heung-min. Theo trung vệ Nguyễn Thanh Bình, việc có thể đối đầu tiền đạo đẳng cấp thế giới Son Heung-min khi Việt Nam giao hữu với Hàn Quốc là cơ hội để thử thách bản thân. Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Việt Nam sẽ đá giao hữu với Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Trong 3 đối thủ sắp tới, đội nào cũng mạnh, trung vệ Nguyễn Thanh Bình nói trong buổi tập đầu tiên hôm nay 3 tháng 10 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tất nhiên, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn cả, khi sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Chúng tôi vô cùng háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này. Theo công bố của Hàn Quốc hôm qua, danh sách triệu tập đợt này có đầy đủ hảo thủ như trung vệ Kim Min Jae, Bayern Munich, tiền vệ Lee Kang In, PSG, Hoàng Hy Chang, người ghi bàn giúp Wolves đánh bại Man City 2-1 ở ngoại hạng Anh cuối tuần qua và đặc biệt là tiền đạo Son Heung-min. Ngôi sao 31 tuổi đang là đội trưởng Tottenham và được xem là cầu thủ bóng đá châu Á hay bậc nhất lịch sử. Kể từ đầu mùa 2023-2024, anh đã ghi 6 bàn, đứng thứ 2 trong cuộc đua vô phá lưới ở ngoại hạng Anh, ít hơn 2 bàn so với Erling Haaland. Ở đội tuyển quốc gia, Son đã chơi 113 trận và đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất với 37 bàn. Son Heung-min là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nếu được đối đầu với anh ấy, đó sẽ là một trải nghiệm thú vị với bản thân tôi và đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là thử thách lớn, Thanh Bình nói, thêm rằng để theo kèm Son, anh cùng đồng đội phải tuân thủ theo chiến thuật chung mà ban huấn luyện đề ra. Tại bán kết ASEAN 2018, Son từng cùng Olympic Hàn Quốc thắng 3-1 trước Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thanh Bình là trung vệ trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam, được huấn luyện viên Park Hang-seo bồi dưỡng. Cơ hội đá chính của anh ở đội tuyển hiện tại càng lớn khi huấn luyện viên Chu Xi không gọi hai trung vệ quen mặt là Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung. Dấu ấn lớn nhất của Thanh Bình ở đội tuyển là pha đánh đầu thành bàn trong trận Việt Nam hòa 1-1 trên sân của Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022. Được đánh giá cao nhưng Thanh Bình cho biết anh vẫn phải nỗ lực rất nhiều và chưa chắc cơ hội thi đấu vì ban huấn luyện chưa chốt danh sách. Khi được hỏi về huấn luyện viên Chu Xi, trung vệ của Viettel nói nhà cầm quân người Pháp hay nói chuyện, nhắc nhở các cầu thủ phải chơi bóng tự tin, kiểm soát trận đấu dù đối thủ mạnh. Trong buổi tập hôm nay, đội tuyển chưa có đủ quân, do các cầu thủ Hà Nội Fan Club bận đá AFC Champions League, Hải Phòng đá AFC Cup. Trong khi Công an Hà Nội và Thanh Hóa chuẩn bị đá siêu cúp quốc gia. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.